Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Vatican, nô lệ cho sự giàu có, cứng nhắc, tinh thần giáo sĩ trị, sự lười biếng, tinh thần thế tục. Tất cả những điều này cản trở người Kitô hữu gia nhập đoàn Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh như trên trong thánh lễ sáng nay tại Nhà nguyện Thánh Marta, sáng thứ Ba ngày 5 tháng 5. Cũng như thường lệ, bắt đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho một ý chỉ đặc biệt trong thời điểm đại dịch. Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, những người đã chết do đại dịch. Những người này đã chết trong sự cô đơn, không có nghĩa cử âu yếm của người thân. Nhiều người trong số họ thậm chí không có lễ tang. Xin Chúa đón nhận các linh hồn vào trong vinh quang của Chúa." Tin mừng thứ Ba tuần 4 Phục sinh theo Thánh Gioan thuật lại việc người Do Thái hỏi Chúa Giêsu: "Nếu Chúa là Đấng Kitô thì hãy nói công khai." Nhưng Chúa trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi." Về điều này, Đức Thánh Cha nói: "Với những lời này của Chúa Giêsu gợi lên trong chúng ta một sự nghi ngờ. Liệu tôi có tin không? Và điều gì ngăn cản tôi không thể bước vào cánh cửa là chính Chúa Giêsu." Đức Thánh Cha giải thích và đưa ra các nguyên nhân làm cho chúng ta không thể trở thành đàn Thiên Chúa, những điều cản trở chúng ta theo Chúa. Điều đầu tiên đó là sự giàu có. Giàu có giam cầm chúng ta, ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Nhưng điều này không có nghĩa là phải sống trong một tình trạng bần cùng và khốn khó. Chúng ta không được làm nô lệ cho sự giàu có, không sống cho sự giàu có, vì sự giàu có là ông chủ của thế gian này. Chúng ta không thể phục vụ hai ông chủ cùng một lúc. Cản trở thứ hai, đó là sự cứng nhắc của con tim. Cứng nhắc trong việc giải thích luật, cứng nhắc này không phải là trung thành với lề luật, mà là một sự an toàn cho chính tôi. Cứng nhắc theo nguyên tắc làm cho chúng ta xa rời sự khôn ngoan và vẻ đẹp của Chúa Giêsu và lấy đi sự tự do của chúng ta. Có nhiều vị mục tử đã làm cho lối sống cứng nhắc này gia tăng nơi các tín hữu. Cản trở thứ ba, đó là sự lười biếng. Mệt mỏi, chán nản, lấy đi khỏi chúng ta ý chí tiến lên phía trước, làm cho chúng ta sống trong tình trạng hờ hững và nguội lạnh. Cản trở thứ tư, đó là tinh thần giáo sĩ trị, coi mình ở vị trí của Chúa Giêsu. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, có những giáo sĩ nói với các tín hữu rằng, điều này là như thế, và nếu anh chị em không làm như vậy, anh chị em không thể bước vào nước Thiên Chúa. Đây là một căn bệnh xấu trong giáo hội. Thái độ giáo sĩ trị lấy đi sự tự do của các tín hữu và ngăn cản họ đến với Chúa Giêsu. Cản trở thứ năm, đó là tinh thần thế tục. Điều này xảy đến khi việc tuân giữ đức tin và thực hành đức tin kết thúc trong tinh thần thế tục. Và Đức Thánh Cha kết luận, những thái độ sống này ngăn cản chúng ta gia nhập đoàn Thiên Chúa. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta thấy được sự tự do bên trong để trở thành chiên trong đoàn chiên của Chúa.